xin chào mọi người, lại là Shop Hero đây. Và hôm nay hãy cùng shop với 50k có thể mua được sản phẩm nào nha. Và bây giờ shop sẽ bỏ 50k vào trong đây nha. Để xem với 50k thì các bạn có thể mua được sản phẩm gì nè. Và đó chính là shop photo kẹt Sammy nha mọi người. Và chỉ với 50k thôi là mọi người sẽ có sở hữu ngay em nó rồi nha. Và mỗi trong một hộp photo kẹt thì sẽ có 10 tấm ảnh nè. Bao gồm là 9 tấm ảnh chụp cá nhân và 1 tấm ảnh chụp hình đôi hai chị em nha. Và điều đặc biệt hơn nữa là ảnh đôi sẽ có kèm chữ ký của Simmy và Sammy luôn nha mọi người. Và khúc này là Sammy đang rất vui và hạnh phúc khi cầm trên tay sách photo kẹt của mình nè. Mọi người hãy nhanh tay nhắn tin cho shop Hero để đặt hàng ngay nha. Vì số lượng có hạn, mọi người không mua kẹo hết hàng là tiếc lắm nè. Cảm ơn và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người, bye bye.